Nhìn tưởng là em nhút nhát lắm á. À dè á, thôi. Lúc đó cảm giác em sao? Dạ lúc đó anh tấn công liên tục luôn á chị. Ôi, trong một đêm mà đã tấn công. Dạ. Ngày đó thứ nhất là ngày lễ, với lại lúc đó tụi em cũng mới quen nhau được vài tháng. Cái sự thông cảm và thấu hiểu của em cho ảnh á nó chưa có nhiều. Xong rồi em bực bội, cái công việc của em hiện tại nó áp lực với em nữa. Xong cái em mới suy nghĩ là mình bực bội vậy sao anh không biết rồi, đã vậy còn để em chờ nữa. Xong cái em mới giận, em mới giỏi em với thời gian đó. Em có suy nghĩ hình như là em hơi quá đáng, tại vì em cũng phải hiểu chảnh và đặt vào vị trí của ảnh. Thôi anh say quá anh ngủ nha, ngày mai mình nói chuyện. Rồi thằng bé lãng mạn dễ sợ luôn nha. Cô bé này có một cái gương mặt hao hao giống hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà rồi. Chị cũng hơi thấy hơi có giống Thu Trang vợ Tiến Luật cũng có nữa. Dạ đúng luôn, tại đúng lúc không? Dạ. Mọi người nói đúng không? Dạ nói chung là cái gương mặt của em giống hoa hậu với á hậu không à. Trang đó là hoa hậu làng hài đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Kevin Toàn, hiện tại nghề nghiệp của em đang là ca sĩ. Là Toàn năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em U40. Sao trẻ quá vậy? Rồi mời cô gái hoa hậu. Dạ. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Vivian Nguyên. Nghề nghiệp hiện tại của em là đạo diễn và nhà sản xuất âm nhạc. Năm nay em 33 tuổi. Tuổi trẻ tài cao nha. Vậy là vợ sản xuất cho chồng đó phải không? Dạ đúng rồi. Chắc là bây giờ hai đứa cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau nè? Lúc tụi em gặp nhau là lúc đó em chưa có vào con đường ca hát thì cũng chỉ là hoạt động kinh doanh bình thường thôi. Em được một người bạn bạn bè thân giới thiệu em ở cũng có một cô bạn thân muốn kiểu làm mai cho em, thì em nói em lúc đầu là em xin Facebook trước, và sau đó thì em xem hình Facebook em vào em thả tim rồi em like em comment liên tục. Thì xong vào một cái dịp bạn em tổ chức tiệc ở nhà thì có mời em và vợ em tới. Thì cũng là hôm đấy là mới là lần gặp đầu tiên và mới bắt đầu kết nhau luôn từ dạo đấy. Lần đầu gặp cô này thì em có ấn tượng gì về cổ? Khuôn mặt ở ngoài đời và khuôn mặt trên Facebook giống nhau. Thật sự là lúc đầu mà gặp anh Kevin là em không biết anh Kevin là ai hết. Tại vì bạn em cũng mời em đến dự tăng gia của anh chị. Thì lúc đó đến thì em có thấy anh Kevin, vô tình em có thấy. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên thật sự là em không thích anh này. Anh rất là bóng bẩy. Em là làm trong một cái lĩnh vực khác. Lúc đó là em làm trong lĩnh vực giáo dục. Tiên là em thấy ảnh mặc quần cọc, xong rồi áo thì áo sơ mi còn ngắn tay nhưng mà là áo hoa nha, rồi tay thì đeo rất là nhiều charm. Đặc biệt đó là lần, chắc là những lần hiếm hoi em gặp những cái người đàn ông mà đeo nhiều phụ kiện trang sức. Nhưng mà em có thích những người đàn ông mà dạ không, đó không phải gu của em. Là ông ưa rồi. Dạ đúng rồi. Bên này thì lại ưa bên này. Và trong đêm đó rồi có tấn công luôn không? Dạ có tấn công mà bị từ chối anh ạ. Nãy nói bạn là ca sĩ mà mình quên nói là phải chào sân. Đúng rồi, bạn phải tặng một cái gọi là một cái ca khúc hay một cái gì đó, một gần như là một món quà tinh thần. Chẳng có ai vì yêu ai phiền ai bao giờ, vì mỗi chữ thương mà thân anh rong rêu xác xơ. Biết cánh chim tổn thương ngày trời giông tố, ta cố nên lại che mây mùa mưa đổ. Vì bến sông xưa chẳng thấy dư nỗi chân con đò, để cho em tự do đi tìm nơi phố hoa. Chỉ bước theo là đàn sai cung, đắng cay anh em cung. Chẳng có ai vì yêu em treo biển lên trời, để mỗi khi chiều về nhìn hoàng hôn rơi. Chỉ có anh ngược dòng trong tranh, ngày hôm mai gặp gành rơi hết. Ngày anh ở bên màu xanh vì trời cũng xanh, cuối chân trời kia sẽ đến nơi ta gặp mặt. Cố bước nhanh về nơi phía nhau lại càng xa cách. Hay quá. Đừng chắc sáng bởi vì nó hơi rung kinh. Vậy mới được. Nhưng mà cái đàn hơi là hơi được nha. Quay trở lại với chuyện tình của hai đứa nè. Dạ. Sau từ cái đêm đó thì đến bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là để ý nhau? Sáng hôm sau luôn đó anh. Hả? Ôi sao lâu dữ vậy? Tối sáng hôm sau. Dạ. Tối mình đưa không được về thì sáng mình đưa đi làm chị. Tối về là em nhắn tin liền, em hỏi là sao em về sớm quá rồi không ở lại chơi với mọi người. Thì xong rồi vợ mới nói là tại sáng mai phải đi làm nhà xa, thì em mới hỏi địa chỉ thì tình cờ là ở nhà cũng kế bên nhà em luôn. Wow. Thì em mới nói là sáng em cũng phải đi làm, cũng đi ngang tuyến đường đó thôi, anh chở em nha. Là em nhìn tưởng là em nhút nhát lắm á. Thôi. Lúc đó cảm giác em sao? Dạ lúc đó ảnh tấn công liên tục luôn á chị. Nghĩa là trong một đêm mà đã tấn công dồn dập vậy luôn. Tức là ảnh canh em vừa về đến nhà là em thấy tin nhắn rồi, là em về tới nhà chưa, sao em về sớm vậy. Rồi sau đó ảnh mới hỏi là em làm cái gì mà đi làm sớm. Thì ảnh hỏi em làm ở đâu, là bắt đầu là lúc đó là tụi em có trao đổi thông tin với nhau rồi. Thì ảnh mới nói là thôi để sáng mai anh đưa em đi làm luôn. Thật sự là cũng hợp lý, em thấy cũng được. Trời, tại vì rất là sớm, bữa đó là em phải đi sớm thật sự. Cái lập trường của em nó cũng vững chắc ghê luôn á thiệt á. Không, cái buổi tối đó là không ưa rồi đó. Không ưa cái con người mà đeo nhiều phụ kiện đó. Không, cái đó là tới bao lâu nữa thì mới bắt chính đầu là tỏ tình. Nhau đó. Tỏ tình rồi yêu luôn. Hình như là 5 ngày sau thì cũng lâu quá.
Trời ơi, nó tới một tầng luôn á chị. Bé này lập trường cũng dữ ghê. Bé này dữ, kiên định. Rồi sao nè, rồi sao nè? Em mấy ngày đó là em hay kiểu sáng cứ em đưa đi đón về vậy đó. Tại vì cơ quan cũng làm, tự nhiên cơ quan của em với cơ quan của vợ em nó cũng gần kế bên nhau luôn. Xong rồi 8 tháng 3 thì lại em tặng hoa, em làm linh đình lắm, em nhớ là như linh đình là dạ. Linh đình là mấy mâm vậy? Ảnh làm rùm em ở chỗ làm của em luôn. Bởi đó em cũng hơi cũng thích, mình cũng thích, nhưng mà em cũng hơi mắc cỡ. Tại vì lúc đó là ảnh tặng hoa cho em một bó hoa rất là to. Thì lúc em đang làm thì ảnh đã mắc lắm đó. Dạ đúng dạ. Rồi ảnh lên tặng cho em là em đã bất ngờ lần một rồi. Xong sau đó ảnh lại mua đồ ăn cho tất cả đồng nghiệp trong phòng của em. Mua chuột, mua chuột. Dạ đúng rồi, ảnh mua chuột ghê lắm. Mua lúc đó anh mua gà, xong rồi anh mua dâu. Không ăn gà xong rồi nha chị, tới 3 giờ cái ảnh cho ăn xế. Thôi ổn, sao giống chuột mặt đó. Dạ bây giờ ảnh cho ăn xế, cho ăn dâu Hàn Quốc cái trái. Ủa, em nhớ là trời to. Trời cũng mắc lắm luôn á. Dạ, xong rồi dâu thì phải đi với trà sữa. Đà, xong sau đó là 5 giờ đón em. Ảnh đưa hoa là mọi người đã vỗ tay rần rần rồi. Xong rồi đem đồ ăn, đem trà sữa. Mấy chị làm chung văn phòng với em rất là thích. Nói trời ơi em ơi anh này được quá, dễ thương quá. Quen là... đi, quen đi đó. Rồi sau đó là hai đứa yêu nhau một cách say đắm êm đềm. Có bao giờ cãi nhau không? Dạ, có cãi lúc hẹn hò đó anh. Dạ. Lúc đó là em vừa đổi qua một cái chỗ làm mới thì cũng hơi áp lực về công việc một tí. Thì ngày hôm đó em nhớ là tháng 10, 20 tháng 10 thì anh Kevin mới nói với em á là em làm đi rồi chiều anh sẽ đón em nha, rồi tụi mình đi chơi. Khi mà lúc em tan làm á, em không thấy anh đón em, mà em gọi cũng không được luôn. Xong rồi em đợi chắc cũng phải nửa tiếng thì anh mới nhắn tin là anh đang bận tiếp khách rất là đột xuất, thôi bây giờ em tự về nhà đi rồi tối anh dẫn em đi chơi đi ăn. Thật sự là nếu mà không phải vào một cái ngày đó thì nó không sao. Ngày đó thứ nhất là ngày lễ, với lại lúc đó tụi em cũng mới quen nhau được vài tháng. Cái sự thông cảm và thấu hiểu của em cho ảnh nó chưa có nhiều. Xong rồi em bực bội, cái công việc của em hiện tại nó áp lực với em nữa. Xong cái em mới suy nghĩ là mình bực bội vậy sao ảnh không biết, rồi đã vậy còn để em chờ nữa. Xong cái em mới giận, em mới giỏi, em mới nhắn tin, em nói thôi anh cứ lo việc anh đi, anh hẹn với em như vậy mà bây giờ anh nói vậy, đã vậy còn để em đợi nữa. Xong cái em tự về nhà. Thì sau khoảng tí ảnh mới nhắn lại, ảnh cũng có năn nỉ em nhưng mà em cũng lại giỏi tiếp. Thì em nghĩ là lúc đó là anh Kevin cũng hơi say say rồi. Anh Kevin mới bực quá, anh nói vậy thôi em không muốn đi chơi nữa thì thôi. Lúc đó em nói là thôi em không cần đi chơi nữa đâu, anh lo công việc anh đi. Thì anh Kevin mới nói là nếu mà em không muốn đi chơi em bực bội thì thôi anh sẽ đi tiếp khách. Xong sau đó anh đi chơi với hội bạn của anh. Thì anh làm gì thiệt. Ảnh đi tới 1 giờ mấy, 2 giờ sáng. Vậy sao em cũng đâu có ngủ nghe vậy đúng dạ không? Đúng rồi. Trong cái thời gian đó em có suy nghĩ hình như là em hơi quá đáng. Tại vì em cũng phải hiểu chảnh và đặt vào vị trí của ảnh. Thì lúc đó em thấy cũng em ngủ cũng không được. Xong rồi em mới coi đồng hồ là 1 giờ mấy rồi. Thì em mới nhắn tin. Em nói là thôi anh đi về nhà đi rồi tụi mình nói chuyện với nhau. Thì lúc anh Kevin thấy tin nhắn đó là anh Kevin 15-20 phút sau là anh đã về tới nhà rồi. Cũng say nhưng mà ôm em vào lòng và nói. Lúc đó là hai đứa ở chung với nhau. Dạ đúng rồi, tụi em là có thời gian sống thử với nhau rồi sau đó mới tiến tới hôn nhân. Ảnh nói là thôi anh say quá anh ngủ nha, ngày mai mình nói chuyện. Rồi thằng bé lãng mạn dễ sợ luôn nha. Ủa vậy là cãi nhau đó hả ta? Cãi hả ta? Cãi qua tin nhắn. Dạ đúng rồi, tụi em cãi mạnh là qua tin nhắn thôi. Ủa mà mấy đứa cưới nhau bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được gần 5 năm rồi ạ. Cái gì? Trời ơi trời, tôi tưởng đâu mới chồng. Em thật sự em nhìn hai đứa em tưởng đâu mới cưới. Mới cưới hả? Anh nói thiệt á, anh dạ. Tưởng là mới cưới á. Vậy dạ. Là hai đứa có em bé chưa? Dạ tụi em còn có hai bé rồi. Trời ơi. Bất ngờ của anh chị ơi. Là bất ngờ. Giờ em có tật xấu gì không? Giờ là hay ăn đêm ạ. Ăn ít nhưng mà là ăn nhiều lần. Rồi còn với em thì anh Kevin thật sự cũng không có nhiều tật xấu mà để em phải bận tâm đâu. Chắc là chỉ có một cái mà em hay nhắc mỗi ngày thôi. Đó là anh Kevin sao anh để đồ lung tung quá vậy. Thôi bơi bộn. Tắm xong là vứt đồ áo bên, quần bên. Xong em lên lầu là em thấy mọi thứ nằm ngổn ngang, hai ba thứ là em phải nhặt vào. Xong em cũng nhắc anh Kevin đừng có vứt đồ lung tung nữa. Xong rồi anh Kevin anh nhớ rồi. Xong rồi em mở cái tủ ra là rút áo đó chị, đã xà xuống hết. Em nói là anh Kevin anh lấy áo, anh lấy từng cái thôi. Em đỡ phải sẽ xếp, đỡ bị mất thời gian. Em không có thích xếp mấy cái này. Ví dụ như một tuần lại phải xếp chẳng 2-3 lần. Em nói là anh Kevin ơi ít cái này lại, mình lấy gọn gàng thôi nha. Ừ anh nhớ rồi, thôi em để đó đi để anh làm cho, anh xếp cho. Nhưng mà anh không có xếp đâu, em xếp đó. Dạ. Nhưng mà người này có cái tật đi vô toilet lâu không? Ở trọng đứng hát rống lên từ sáng tới chiều. Đúng rồi, thường ca sĩ là thường ca sĩ ngay vô toilet luyện thanh. Thật sự là hồi nãy á, là trước khi lên em mới nói là anh Kevin ơi bây giờ tụi mình có tật xấu gì. Xong Kevin nói anh cũng không suy nghĩ ra được, thôi anh nói em cái đó nha. Xong cái em mới nói là em nói anh đi vệ sinh lâu được không? Thôi đừng có nói đó, anh mắc cỡ lắm. Nhưng mà là thật sự có đó chị. Đúng rồi, cái tật nói đó đi em, nói đi. Thì em nói anh. Có, không sao đâu. Em nói lỡ tới rồi. Đó rồi, không em lỡ rồi. Nói tới đây rồi. Em nghĩ là chương trình cắt được. À thôi khỏi cắt đi, em thấy cái này cũng được. Hay mà, dạ. Nói đi cưng. Ảnh mất thời gian cho cái việc đi vệ sinh rất là nhiều. Chắc là một ngày anh phải dành ra 2-3 tiếng để đi vệ sinh đúng không? Ảnh nói đâu làm gì tới đó em. Ảnh đi vệ sinh rất là lâu. Ở trong đó đọc báo, hát. Đúng rồi.
Nói chuyện tâm sự với em cũng từ trong đó đi ra. Trời ơi, hai vợ chồng mà nói chuyện qua một cái vách toilet hả? Đồng ý, nhưng mà nếu mà bận bịu nhiều á mà mất thời gian ở trong đó nhiều quá thì cũng dạ đúng rồi. Mệt mỏi ảnh hưởng đến người xung quanh. Nó ngộ nghe, người ta thích toilet chứ tôi không thích. Thì mà tôi vô đó xong là lập tức là nghe tiếng gọi của vợ tôi: anh ơi nhớ chà toilet nha. Mình chà muốn chết luôn vậy đó thì đó. Rồi, mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Anh Kevin là thích cái gì đó nó duy mỹ, nó nhanh. Thì em chỉ mong là có những cái việc anh chậm lên một xíu để mà mình cảm nhận rồi mình quan sát xung quanh. Rồi sau đó mình hãy đưa ra quyết định. Thì bình thường là anh này làm cái gì cũng nhanh hết đó, cái gì cũng quyết định nhanh hết. Dù thích cái đó mua, không thích cái đó bỏ, kiểu như vậy sẽ là như vậy. Tức là chậm lại chút xíu. Dạ, chậm lại một xíu thôi là tuyệt vời rồi. Sống chậm lại, bữa nào mà cho anh đi du lịch mà cái chỗ nào mà đừng có sóng điện thoại, không có một cái sóng tần số gì hết trơn á. Sống không đi luôn anh bảo tự không... động sống chậm lại liền à. Chả không đi luôn đó chị. Dạ. Là chắc em không đi luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Dạ, em tên là Trương Hoài Nam, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. À, em được 27 tuổi. 27. Em là Phan Hữu Kim Ngọc, là nhân viên văn phòng, cùng tuổi với chồng em. Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là hai bạn là có một cái mối tình từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Sao anh hay vậy? Anh có coi bói không vậy? Ôi, em hay quá vậy thôi. Thì em quen cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Từ hồi là còn đang... sinh viên. Sinh viên đại học. Dạ. Thì quen nhau trong cái ngày đầu tiên vô luôn. Đầu tiên đi học đó. Dạ. Thì mới dưới quê lên, bỡ ngỡ lắm, em tìm cái lớp của em ở đâu. Thì em thấy cái cô này, ủa? Sao giống cái cô mà dưới quê mình đang cua mà không có được, cua cả năm trời không được. Có khi nào cô đó không ta? Dù vô tình xếp hai tụi em lại chung lớp, thành ra là à, chắc là có cái thiên duyên tiền định gì ra. Quyết định là tấn công dồn dập luôn. Mà cái cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em duyên bên kia chứ đối với em là cục nợ chị ơi. Ôi dạ, đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Em vô lớp mà hả? Nhiều khi mình cũng muốn để ý người này người kia, giờ mà anh này anh kia mà sao giờ đi đâu cũng thấy đây, ngồi gần gần đó vậy đó. Cứ yêu cầu gì là em có đó, mà muốn cái gì là em chạy đi, em đi mua. Cứ khi thằng tháng em biết cái gì rồi. Rồi thôi. Kết hôn vậy hả? Đâu khoảng tháng mấy. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là trong lớp hòa đồng vui vẻ thôi, em hỏi thì em trả lời đối đáp lại. Sao em thấy phiền quá em nói thẳng luôn, nói tôi có bạn trai rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Lúc đó là trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Lúc đầu lúc đó là buồn giống như là hết muốn học nữa rồi, tiêu tán hết rồi, không biết giờ sao. Xong cái nhưng mà em điều tra có radar mà em điều tra cô này sắp chia tay rồi. Có cơ hội nhào vô tiếp, nhưng mà nói chiến thực giờ là âm thầm lặng lẽ thôi. Xong rồi có một cái cơ hội là tự nhiên cái tình yêu của em bước lên tiếng thứ hai. Bữa đó đang ngồi học thì hai đứa cũng ngang ngang với nhau, em me mà cứ ngồi đó em gần gần à. Cái cửa sổ đây, cửa sổ mà kế bên học. Không phải là một cái cửa sổ nữa, nó như một cái cửa hầm vậy đó. Thì em thắc mắc, em chỉ nói bâng quơ thôi, không biết trong đây có cái gì hay mà nhìn nó bí mật quá. Em cũng tò mò, em là tò mò còn hơn nữa, từ đầu em me rồi mà không có nói, bà này nói em nói ra, chui vô. Lanh lắm, em chưa kịp gì là tự vô. Em diễn tả bên đây đi cho khán giả thấy mặt em dễ thương lắm. Em diễn tả bên đây cho chị. Vậy cái lớp của em quay lại, em quay cái lớp của em lại. Quay lớp lại đó. Em bắt đầu em nghe nói là em nhọt nhọt cái liền. Em bước đâu được 3 bước, sao nó lạnh như trời. Mà nó tối thui, không có thấy cái gì hết á. Mà em đi bước từng bước, em không thấu thấy được, nó cứ vịnh rồi. Em bước đâu được tới bước thứ 5 cái em muốn quay lại rồi. Thấy quá sợ đúng không? Sợ quá. Nhưng mà công sức của mình là bao gây dựng bao nhiêu năm nay, chắc là lần này là lần quyết định đây. Em đưa vô được đâu tới bước thứ 10 cái tự nhiên như cái hố đen vậy đó, xung quanh phía dưới trần em nó đổ xuống hết trơn, nó sập xuống hết luôn. Cái em lấy cái tài em chụm lại cái thành vàng cho em. Em nghe một cái rầm. Lúc đó em học cái hội trường nó là lầu 4. Xong mà gớt xuống với em chết. Ủa chết ba, cái này là hội trường ở lầu 2. Là em đang trên nóc nhà, em đang đu đeo. Trời ơi. Mấy cái miếng là phòng ở dưới, mấy miếng là phòng ở trên nó bầu rớt xuống, mấy bạn đang học ở dưới. Ở dưới thì lạ chí chế nhìn lên chị ý ơi ơi. Cái ông thầy giảng viên cũng ngừng học. Cái em xui cái nữa. Cái chiếc dép em đang mãn rớt luôn dưới. Em lấy hết sức bình sinh em trồi lên trên, bò được vô lớp. Đang suy nghĩ chắc trốn quá, em tính bỏ trốn. Mà thôi giờ bỏ trốn thì cô này cô cũng lại đánh giá mình nữa. Thôi em chặn dưới để lấy đôi dép đi về. Lấy được đôi dép cái ông thầy không nắm đầu lại. Em gái bảo vệ cô này luôn, không có kêu là cổ suối. Em nói là em làm rớt cái miếng giấy, em chui chỏng em lượm, không biết sao rớt. Rồi em thoát được không? Thẻ sinh viên em bị giữ tới giờ em đâu dám quay lại em lấy đâu. Thì từ cái lúc đó em cũng ấn tượng với chồng em là nhìn khờ khờ vậy mà cũng men, dám chơi mà không có dám khai em. Tự nhận chân thành nghĩa là rồi là có cái cảm tình. Em lúc đây có cảm tình, bắt đầu cởi mở hơn, chứ trước đó là em không có thèm nói gì tới hết. Tụi em mới bắt đầu cho bạn cơ hội. Cái cơ hội em đến lần nữa cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư, kêu em sửa máy vi tính. Em cũng chuyên nghiệp lắm đâu biết gì đâu.
kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ nhập vô là coi như sửa cứ kêu em là em ok quá. Rồi cái lúc đó em gắn máy vô được máy chạy luôn, thờ phước chủ mai thầy sao á. Thêm một cái ấn tượng tốt với em nữa. Cái là trời khiến á chứ đâu có biết sửa gì đâu. Cái cụ lấy bánh kẹo rồi cho em ăn, lịch sự lịch sự. Mà tay em bụi không mà đâu mà đút đi, gãy kèo đút đút. Tay chân cũng đang cầm hơn, cụ lấy miệng cụ đút luôn. Em đơ hết trơn, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng hết. Nói vậy là chắc có lẽ là em là người tỏ tình trước hả? Dạ thì cái đó cũng là em bật đèn xanh cho bạn đó. Thì em lúc đó em chạy xong rồi em chạy đường về, cái giờ chịu hết nổi cứ nhớ nhớ tới cái lúc đó hoài. Tấp vô lề, nhắn tin liền, anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Rồi chúng ta lúc đó em là chính thức quen nhau luôn là lúc đó. Rồi mọi thứ nó cứ êm xuôi trôi rồi chúng em cưới luôn. Thầy cưới xong về là có hòa vỡ thêm lần nữa không? Chồng em là hồi lúc chưa cưới thì em biết là có cái tật hay la cà, nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng mà cưới về mới biết là quá mức quy định. Không có tuần nào mà không nhậu. Mà nhậu là hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng. Coi như là còn người là còn nhậu, chừng nào người ta đi về hết mà mình rủ mà người ta không đi nữa mới chịu về. Chiến hữu của em nó đô mạnh quá, em phải tiếp chiêu thôi. Nhưng mà em là một người bạn tốt, không bao giờ bỏ bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy em nhậu bả cũng đâu có vừa đâu. Nhậu không biết đường về luôn. Tới 11, 12 giờ đêm bắt đầu gọi em ra rước. Rước xong cái về gặp em đúng hỏi đúng ba câu à. Anh biết em ăn gì không? Hôm nay em gặp ai không? Em uống nhiều chai không? Rồi hỏi ba câu đó tới sáng luôn. Không chịu ngủ cứ nằm xong cười. Sao mới quay qua hỏi. Hỏi xong cười. Nguyên đêm luôn. Em bó tay luôn. Vậy mà cứ che em. Em mắc cười hay là em giận? Thì em đâu dám nói đâu, mong bà ngủ không chết quỳ lại luôn, ngủ rồi ngủ rồi ngủ rồi. Không chịu ngủ gì hết trơn trời. Em là bạn bè chừng lâu lâu bạn bè xa đến em mới nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè thôi chứ không phải là mỗi tuần đều đặn như chồng em. Ngoài ra vợ em còn có tính xấu gì không? Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi mà mở cửa mở tủ gì á, không kéo hộp tủ là cũng chữ, mở cửa ra không đóng cũng chữ, đi tắm rụng tóc không dòi cũng chữ. Nhưng mà em là lần thứ hai thứ ba mới nói chứ không có nói lần đầu tiên. Người ta tắm rửa xong là sạch sẽ, còn chồng em tắm xong là em vô cái nhà tắm như bãi chiến trường vậy đó, dớ quần áo mọi thứ chỗ vậy đó, em phải dọn xong em mới tắm được. Thì làm vợ làm gì phải dọn chứ. Cào nhào em suốt vậy đó mà không bao giờ ghi nhận công lao của em. Bữa đó bệnh ta nói nằm mệt quá hỏi giờ muốn ăn gì, em ăn cháo cá lóc đi. Em mua cá lóc về em mần em làm đâu 3-4 tiếng đồng hồ làm xong xuôi hết rồi bài biển dọn lên trên trước lên ngồi ăn, khi lên trên khều xuống em xong rồi ăn xuống ăn cháo cá đi. Đang tưởng tượng diễn cảnh như hai vợ chồng mới cưới về ngồi ăn vui vẻ nói chuyện, bà vừa mới đi trên cầu thang đi xuống vừa nhìn xuống rồi quát vô mặt em xong. Chửi sụm. Trời ơi cái gì đây? Em nghe cháo cá mình cũng đang đói đang mệt, mình hí hửng mình xuống mình tính thưởng thức rồi. Vừa xuống chưa thấy cái nồi cháo rồi em thấy cái nhà bếp là ha, tao nói tày quầy hết. Nồi niêu chai lọ tao nói mọi thứ nên chỉ nghĩ tới chữ cái cảnh mà mình đang mệt mà mình còn phải dọn dẹp cái bếp nữa. Em nhớ tới cái tật bài của chồng em nên em càng tức thêm. Chửi tùm lum luôn rồi em bỏ lên em đóng cửa em đi ngủ luôn cho mà ăn chữ mình luôn đi. Tự xử. Có bây giờ mà chồng em chửi em lại. Đâu giờ. Lúc ngày xưa thì cũng như lúc cô thì chửi lắm. Mà mình nghĩ trong bụng mai mốt cưới về mình chết với tài chữ là tao biết. Xong cuối cùng cưới về cũng vậy luôn. Đâu dễ thương. Bây giờ á em muốn vợ em thay đổi gì? Bớt chữ em chữ biết em không biết làm sao cho đúng. Thật ra là em chỉ cằn nhằn giống như là để góp ý thôi chứ bây giờ mà em không nói cứ vậy em cứ dọn hoài rồi mốt có con rồi em dọn thêm con nữa chắc em đuối luôn á. Tức là em bực bội chồng em cái chuyện mà bừa bãi thôi đúng không? Dạ. Ai giờ thực ra nên nãy giờ ngồi kể hết những cái mà mong ước về nhau rồi, những cái mà chưa hài lòng về nhau rồi thì hai bạn cảm thấy rằng á là hai bạn có thể dung hòa điều tiết những cái mà hai vợ chồng mong muốn để sửa đổi không? Chắc từ từ cũng được, em bớt lắm rồi đó chứ ngày xưa em nhậu tận có 5 bữa chứ nhiều. Trời ơi. Giờ em tận nhậu có 1-2 bữa em chứ đâu phải là nhiều đó. Nhưng mà nhậu đó là trong làm ăn bạn bè cũng có, làm ăn cũng có. Nhưng mà cái vợ em mong muốn ở em á lại không phải là cái đó. Cái vợ em mong muốn đầu tiên là gì em quên à? Gọn gàng. Cái đó là cái em có thể làm được ngay chứ em đâu cần phải làm mai mốt hay cái gì. Em thấy em gọn gàng quá, em làm như BD. Em thấy không em được. Em gọn gàng là em giữ gìn sức khỏe cho vợ em đó. Tại vì vợ em cái tánh nó gọn gàng. Mà giờ em không gọn gàng ở đâu ấy. Bỏ sức ra nó dọn dẹp nó này kia nọ nữa. Đúng không? Có làm được không? Được không? Chắc cố gắng. Rồi, cố gắng và thực hiện nha. Rồi, xin cảm ơn hai em. Giống Kali đó hả? Ừ, rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ,
Xin chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay con 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên đấy. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Ồ, trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh rồi thì thôi, coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như ông đầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi này, chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi, dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng không? À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa con vào con đăng ký xong thì vợ con bảo cứ tụng thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi, cười gần 2 tháng nay rồi. Đi làm một hồi bà đi quay à? Thôi đi quay, nhưng hộp quá. Thôi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chương trình này là mến mộ của Hồng Vân cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu livestream. Mẫu quần áo ạ. Các shop quần áo mời vợ con đến livestream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Đã nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen quen thì xong rồi mới nói là giống Kali. Đó nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Ừ. Có ngày nào mà livestream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5-6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó gần 10 tiếng rồi. Có hôm là bà con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy là xin phép chồng làm đến 1-2 giờ sáng là nói ra rả luôn đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Hàng sale á hôm nào mà không. Mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô này. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chắc đoán đi. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng. Và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ. Tại vì một phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Đúng rồi sai. Sai ạ. Sai đấy. Chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi. Chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi chú Thuận, riêng chú Thuận nha. Dạ. Chúc ai là người đó có bầu. Thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà dạ. lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Dạ vâng. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó, mới đi công du một chuyến đó, bỏ cô 4 số á. À không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi chúc là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá rồi. Trời ơi, tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt, thì thiệt mà. Rồi, dạ. Ok. Rồi con chúc nữa, ai đứa cần thì chú chúc nha. Dạ, dạ. Dạ vâng. Rồi. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau, rồi mến nhau, dạ. lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Đó. Về vợ con, để biết về vợ con ấy, thì con ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì cái mà con đăng lên là nhiều, và trên story của con là đăng cũng khá nhiều, để ý là cô này suốt ngày xem, mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like các bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại, mà cô ấy cũng có bơ luôn, con hỏi lạ thật, mà trong gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới thì cũng là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo hay nhỉ. Thì vào trong Facebook tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần, cứ like đi bỏ like, cứ like đi bỏ like. Vợ con không bảo gì luôn. Vợ con mặc kệ, con không quan tâm gì. Không thèm để ý tới con luôn á. Không thèm để ý. Tại vì cố để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiền hậu. Ôi, con bảo xinh quá. Ngọc nữ đó, à. Vợ con là thuộc tiếp là người ta gọi là ngọc nữ. Và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì lúc đấy xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo ủa lạ, từ trước giờ mình chưa bao giờ bị comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là vợ con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo ôi chết rồi, quả này dính bẫy rồi. Con nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi.
Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là không ấy dính rồi. Nhưng mà không, tại vì là con thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm á, là con cảm tương lai đấy, là rồi đó, nghĩa là thả là dính rồi đó, đúng không? Thì là con lấy hai tháng trời từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết, không trả lời gì luôn. Mà con từ cho con comment ai cũng tạo trả lời à? Ừ. Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Vâng, cũng đó cũng một kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn nào không gặp. Không gặp. Con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xem nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức thế là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ không, đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Ừ. Anh nói chuyện là không được, chúng nói chuyện đi. Ừ. À, tức là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bắn cái đó, tức là bắn cái cho bạn thân luôn. Vâng, đó. Sao con ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó mà xong cô ấy. Sao bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Thế là ông ấy bảo, để anh xem nhà anh nói chuyện. Thế nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi, thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui, chả lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, con lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không. Rồi, tại vì vợ nhà con, cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Em con điều tra cô này, con nhà ai này, rồi là nhà anh với chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải hại của cô này, thế tự hại cực luôn. Thế đã. Mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út thế nhà con có vợ nhà con là có ba anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉn chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mà quần đùi áo cộc, và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài, mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là chú thắc mắc nha. Dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị gì, đúng chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em, thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Thì cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm được con ship đến. Ship đến thì tình cờ đấy thì hôm đấy là bán hàng nó đang rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao gặp gấp thế. Thì gặp thì ôi, con không chịu ý luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em thích thì được đấy. Thì con coi như một cái thử thách luôn. Thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em làm sao đấy. Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà hôm vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Vợ con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời nhá, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của rồi, đúng không? Rồi đấy ạ. À, chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê lại gặp rồi. Con mà con lại có được cảm tình như có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ấy ạ. Đó, ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái này cái suy nghĩ ấy, thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp gu ấy ạ. Thì cho nên là dạ vâng đúng rồi. Thế rồi sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi chưa, chưa hẹn hò. Ôi giời, coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào đâu. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp không? Gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Dạ. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online đúng rồi. Nấu bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê cà pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình không thể thoải mái. Đó thì
Hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế. Rồi cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. À, vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt. Con cái đó đặc... cái đó là con có cảm thấy khó chịu không hay là con cảm thấy vâng. là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con được nghiện. Đúng rồi, lúc đầu bảo là ông quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ, đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy, nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là ủ bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ, cho nên là cũng có một chút gọi là đúng, vấn đề đúng, về đường bụng ấy, ruột ấy, thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ, thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh, còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng, đại tràng đập mạnh đó chị, đúng không? Vì trước đấy con mong này con cũng liều đấy ạ, tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô người khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy bắt buộc cũng phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ là ô thôi lạ thế mà anh liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là cũng dạo nhiều nên là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng không? Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Có nhiều khi có thể là do hồi hộp nó dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy đáng yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy. Như là anh ra ngoài đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quay hết cái phố vừa nơi nào đều có nơi nào có. Anh cũng đều có thả bơm đó. Đúng rồi. đánh dấu là rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Là vợ con mất cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế vợ con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm đấy trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn. À, trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng đấy, cầm tay xong dắt đi xong rồi. Nhưng vợ con bảo cho cầm tay là ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo chết rồi. Thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi, dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Ngồi vợ con ngồi này cứ này. Xong con cứ em ý em sao? Xem vợ con cứ ngồi này. Xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa. Con bảo sao nhỉ mà không nói cái gì cả, không nói gì ạ, mà chỉ có cái câu là sao em. Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thiết tha gần 4 tiếng nói ra xa xả, có một mình con nói. Vâng. Như một thằng điên. Vâng, đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao này nói nhiều thế mà không có sự đáp lại á. Vâng. Và con bảo anh chờ em suy nghĩ, xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa, xong cầm này cầm tay đuôi bấm tay này. Con cảm giác con kiểu vừa lo vậy, vỡ tim với con nhỉ. Cuối cùng sao chú cũng đang ngồi hả? Cuối cùng thì bắt đầu là đúng, con nhớ là lúc là 6 giờ, bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó em đồng ý. Thế con bảo thế con bảo con bảo để đưa điện thoại đây, anh làm gì đấy cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là chỉ để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Thế là tường đấy làm đấy con phải hơn 1.000 người vào comment luôn. Thôi xong nghe còn cái chuyện cũng hồi không, nhưng mà con cũng hồi hộp đấy ạ, tại vì chú nghĩ là không cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi, cưng quá vậy ta, con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế? Đúng con rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu, như là nghiêm túc. Vâng, đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa, có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng
xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này, tại vì nói chung là mình cũng thích rồi, đúng rồi, cũng cũng hơi thích thích rồi ạ. Đấy, thích thì giao cho nắm tay rồi đúng không? Mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô, ngày nào thế cứ đi ăn, đi buổi trưa là con nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Khát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả, nước ép cho mang tới. Chu đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà cũng mở nhà hàng phí nhờ. Trời ơi. Thế rồi rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp, cái cách nói chuyện, cái cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi, ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm. Mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có hai lần suýt. Hai lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. Gọi là suýt là có những cương năm lận lần đó. Đó là chuyện suýt là cái gì con? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại là kiểu như im lặng mà cho em, để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa, thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà một năm giận đến 2 lần, một lần mà mỗi một lần dưới 24 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con là tình cờ có xem con nói chuyện, comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày như kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích. Cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi. Và anh comment chỉ là bạn bè bình thường, chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em, thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang ở trên giúp anh có gì được, anh không quan trọng. Nhưng quan trọng em phải, nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau. Vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn. Con nghĩ là in ra phải tầm 200-300 giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này, anh như kia. Ui, con nói kinh lắm. Thế con, nhà con thì ở cách nhà vợ con là 22 cây. Con phi xe từ đấy ra luôn, buổi tối bằng được xuống để cô ấy xuống để mình giải thích, mình nói chuyện. Thế xong con chốt lại, có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi, huề á. Thế cái comment đó nó xảy ra lúc nào, cái quá khứ đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng trời đưa cơm cho con từng bữa à? Không, trong nó từ hay là từ trước đó nữa? Từ trước đó rất lâu rồi. Trước đó lâu rồi. Vâng. Thế mà con ghen được cái con lạ thật đấy. Tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên, rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí rồi con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cột tật và con cột tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà bảo sao nhỉ? Bảo không anh ơi, anh chắc chưa? Anh chắc rồi. Anh chắc thật chưa? Chắc rồi. Con nói tẹt ra. Con nói ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vừa dựng nước bây giờ mà lôi ra. Bà bài lôi ra bà ấy nói. Bà ấy nói thì thôi, con cứ mà nói xong là cứ khóc cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường không biết một phụ nữ khác nhau nha, vợ con khóc đó. Là từ hôm nay sang hôm sau luôn. Tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng tà sáng. Cứ như mưa dầm, cứ mưa dầm xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ va vớ vẩn ý, xa từ xa vô một chuyện nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này sao anh nói nhiều thôi, cứ thế ức chế lên, anh không thương em mà khóc đến lần sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện, xong rồi cô ấy lại xin lỗi người phải con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm 2? Năm 2 thì từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy ạ. Vâng, cái lần thứ hai thì con chỉ thấy là thấy thả tin ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Đấy. Mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa là. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ con có ghen không?
nhiều khi là con cũng ghen, tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không mà nói chuyện. Nếu như mà sao con biết, con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Có thử lòng rồi. Có thử không? Thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác. Thế là con mới yêu nhau một thời gian lâu rồi. Thế mà con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con nhắn tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì hôm nay là tài khoản ảo. Thế là con có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế hôm đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao với trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại. Một ngày nọ. Một ngày nọ mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là ui tầm đấy là yêu bỏ đi quá tất mọi thứ. Con trai thì con đưa cho. Thế là nhầm nick vợ con vào. Xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm duyệt xem. Đấy. Thì bắt đầu là thôi xong luôn. Con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn gọi là chia tay cùng phong vậy ạ. Đấy, cùng phong đúng không? Đấy, ừ. Con cũng biết là cái thằng cảm thấy mình bị xúc phạm. Đúng rồi, em bảo kiểu như lại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng nhau. Không tin nhau còn vậy. Đúng rồi. Mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không ạ? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo con đi đây đi đó ấy thì con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ mày bị cắm sừng lắm. Ừ. Tại vì trước đấy con cũng mấy cái sừng rồi. Ừ. Thế con bảo thôi làm liều. Ừ. Ai làm liều thì chuyện liều thật. Đấy. Em ơi, thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng, phi xuống ạ. Vẫn cũng là cái bài cũ, vẫn bài cũ. Phi cũng xuống. Em không xuống anh không về. Và em thì trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Thế mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Ừ. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thứ ta xong rồi. Mà trước đấy là bọn con thì uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ nó 1 giờ sáng con bích trà sữa ra. Ừ. Đấy, anh đấy thức đêm dậy anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Trời ơi. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. À. Thử vợ. Có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là khó khăn không? À có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc mà con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Đâu, giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn đi. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy là cô đã gặp rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là 2 hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy vợ con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thế anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh không ăn? Thì anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Tỉnh một lúc sau khoảng tầm chưa đầy 1 phút sau thì tinh cô ấy tinh cho 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn cái tin là con giữ là anh à, em không có ít nhưng cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động, em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi, còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ phải bỏ vợ đi rồi, thôi luôn. Thôi con vợ xứ rồi. Em ơi, tiết lộ hôm nay cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn phở. Con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn. Hạnh phúc quá luôn. Vâng, tại vì là nhiều cô nghe cô còn xúc động á. Dạ. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống trong cảm xúc nên là và tình cảm rất là đính rất là nhiều. Khi mà được một người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy là cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì từ xưa chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái tức là người phụ nữ ấy chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy xúc động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại kiểu gia đình mẹ con không tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500. Đúng chứ là chưa bằng người phụ nữ nào nhở. Người con xem, gái nào? Mẹ, mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế là cảm động quá đấy ạ. Cảm động lúc đấy, giây phút đấy á. Thôi, là cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Đấy con thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên, con đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử
lòng đúng không? Lòng mình như thế đó. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đến tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. À, rồi bây em giờ em có bao giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chả lẽ lại về đận núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. À, vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng dạ, son quá son con luôn. Là con yêu, là yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm. Hai năm là hai lần là suýt dạ, vâng. Này đấy đúng không? Vâng, đúng à, con năm nay là 27. 24. 24. Quá này 30. Trẻ. Đúng quá rồi, trẻ. Con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì này? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Thấy mà nó vẫn bảo mình có tật xấu còn lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Ừ. Con cứ thấy là buồn buồn hay là gì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang toàn 2 năm trời. Mà vẫn được cho là con tật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Dạ. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Ồ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ phải rửa bát. À. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nè. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngáy rất là to cô chú. Ồ, cái đó không phải tật xấu đâu. Cái đó là người ta không có cái đó là có tật thôi, nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con cậu đang nằm cậu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu đấy, là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Đấy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đấy. Đó là lầy, con hay trêu vợ con lắm. Vợ con đi làm về con trả vờ con ngủ xong rồi con cố gắng không cười, nhưng mà vợ con chỉ sờ con và con cười luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ, kiểu như là trong công việc trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ, nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game, đúng rồi, chơi game rất nhiều, mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu, hét rất to, đúng rồi, hét rất to, vâng, à chơi game tự hét rồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét, con có hét ổng không? Con dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà con cũng chơi cùng, nhưng mà gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy, dạ vâng, game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ, này 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 cái gì đó chịu trả với game gì nữa. Cái gì nó bắn nhiều mấy giờ đó. Dạ vâng vâng vâng. Rồi. Ừ. Nó còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả năng ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con, cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Và là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong, từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ? Đúng, xấu quá. Nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này. Đấy nhá. Lười này, ví dụ đấy. Hoặc là sao ta? Vô tâm, vô tư, vô tâm, vô ý. Với vợ này, ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi. Tại vì mình giả bộ. Đúng rồi, phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là cho cái anh này gọi là không phụ lòng, đúng rồi đấy ạ, để cho anh ấy vui. Em ơi thương thế. Ủa nó nghe này, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ, kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này, các thứ mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi đấy, thì xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là không biết này thế kia này, các thứ ấy. Đố em anh đang ở đâu, đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con dạ ơi. Vờ. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Chỉ có một, bây giờ con phải kể nè. Bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không? Có bừa không? Có còn vô like hình dạo nữa không? Từ cái kia lần đấy xong là không lâu. Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ ấy. Thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy, thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy ngày hôm nào luôn. Con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí còn có hay quên trước quên sau hay không? Có. Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng đó, rồi. Đó cái là thật xấu đó. Đấy. Đó, thấy chưa? Đó còn gì nữa không nào?
có gọi có lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi, quá cứ hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nói hết rồi thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ đúng không? Là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn. Đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa. Dạ. Vậy cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy. Dạ. Rồi bây giờ tới con đấy. À, vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả. Là bao giờ một cái mức, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái mà con, mà cái đấy là đấy là con không thích như vậy. Thì là trước đấy là con cứ bảo là khi mà đến với nhau ấy thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau đều có giải quyết hết, bé hay to đều có giải quyết, quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận mà con phải đón ý đúng không? Dạ vâng. Và rất hay có bẩn đó, cứ một gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên, lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nhá, bình tĩnh nhá, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn, dặn luôn. Bọn con hay thấy lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô. Không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ rồi đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cá chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai hổ lên đầu chồng à, cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im. Cứ ngồi làm gì làm cũng bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được. Anh ơi, em tức kể quá. Và cứ em nói đi. Em nói đi. Con cứ bảo em nói thôi. Nói rồi xong thì bảo, anh nghĩ là thôi. Con gạt luôn để cho con bình tĩnh lại xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ á. Đúng là nghiêng nhìn lên và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà không hiểu sao con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt câu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được làm là tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là săn sếp với con. Thật, vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái quyền tại đây nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Ừ. Có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Đây bây giờ con đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè. Con mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người, tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên xong anh cứ thế là anh không thương em thôi mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương người nào nó mới đủ hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần bắt con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi, là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với bạn. Thực ra là vậy nè, cái chuyện nó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ á, cái người phụ nữ, người con gái á, lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn
thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế, dạ. Cái kiểu như thế là lúc nào cũng có hết trơn á. Tại vì là con gặp vợ con á, khi mà vợ con mới có 24 tuổi. Chứ nếu dạ. như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn, dạ. thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Ừ, thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á, dạ. thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24 và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái, dạ. là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy. Nó dạ. là gần như là công thức rồi, dạ vâng. Con hiểu không? Thì là tự nhiên trong 2 năm nữa, con nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó, tự con luyện được luôn. Ờ, cái đó con nói thiệt luôn đó nha, tại vì cô đã trải qua rồi, thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó, còn á, tại vì sao vợ con thuộc lại là hướng nội á, kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Dạ vâng, đúng ạ. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền. Dạ vâng. Anh là xong. Đúng. Nhưng mà vợ con lại thuộc tuyết người là sống hướng nội ha, và vợ con sẽ tự trong cái lúc khóc này 60 độ này lại khóc như thế, sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó, và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình đó. Thế là nào, sao anh lại vậy thế, là nào con cũng phải cố gắng à, tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của gọi là cái gu dạ. loại phụ nữ, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện, thì vợ con thuộc như thế. Dạ vâng. Đấy, chị cũng thế em ạ. Thật, lúc gặp chú cũng thế, không nói gì đâu con, dạ, không nói một cái gì cả, chỉ ngồi nhìn, nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa. Đúng rồi. Xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi, không biết nhìn điều thôi điều và gì. Nhìn thế thôi, chả biết đằng trước đang nhìn thôi. Nhìn trong vô thức á. Nhìn trong vô thức mà... rồi, đấy cứ lướt qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Dạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy, con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi một cái là chú biết cô tại sao cô giận này. Dạ. Và ngược lại cô cũng thế. Dạ. Con ngược lại cô cũng thế, tại dạ. vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô, cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là thì trong thời gian này đi tận dạ. hưởng đi con, dạ. thực hiện thú vị lắm á con, đáng dạ. yêu lắm ấy. Dạ. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đó. Rồi. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng. Thế thì hôm nay đứng lên. Con ấy con muốn nói gì với chồng con ấy thì dạ con nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới trong những cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng, và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này, yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Con có muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh, nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em, vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã hay lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà bà con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà bà con chưa biết cái đấy ở đâu. Là anh hỏi em cái nhẫn đính hôn, cầu hôn của anh đâu rồi? Chỗ nào? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt mà cưới là con cầm về nhà và con không thấy đâu. Con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả. Thì con vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh cầm. Đúng thật. Đây ạ. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng một món quà gì hay tặng váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều mà con thích thì hôm đấy là vợ con để đây là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Thế là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Thế là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Vâng. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Và con chưa biết cái nhẫn ở đâu. Thôi hôm nay là thôi bây giờ coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó, anh ôi hay quá. Đến hôn mà thì được tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không ngón áp vẫn, út chứ nhỉ? Hơi run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Phải áp út con ạ. Dạ vâng.
Đúng rồi, đúng rồi. Ôi giời ơi, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Không, bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi. Dạ vâng. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu vậy? Lảng lảnh tránh đi. Thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Đấy con nhớ nhá. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha.